Rồi, em Trường xin chào mọi người nha. Đây là mọi người con Axilo. Giá rẻ dễ xài. Con này giá chỉ có 10 củ thôi mọi người ơi. Đó, 10 củ mình sở hữu chiếc xe Axilo ăn ba da tay ha. Đó, bóp ba da đồ Vivo luôn. Xe này là máy móc nguyên zin nha. Máy móc đầu cổ nguyên zin, bốn ốc đầu còn đẹp ha. Đó, ốc còn vàng khè luôn nè. Sơn bạc mâm niếc đồ ghim theo xe hết ha. Sơn bạc mâm bọng đồ ghim. Áo sống ghim liền lạc. Áo sống còn cũng liền lạc đẹp, không có bể bọng gì. Ốc tán sáng đẹp. Xe nội bọng được nguyên zin hết ha. Ốc tán cốt máy đồ còn vàng khè luôn, mới chát luôn. Combo bọng gì là zin theo xe hết, chưa có mở bọng này ra ha. Ủa. Axilo này cái nồi nó ít giọng lắm, nó chỉ giọng hơi nhẹ nhẹ vậy thôi đó, chứ không phải nhẹ thôi ha. Mấy nhẹ 150 rồi nổ máy nó giọng đùng, mấy này máy ít giọng lắm. Em bố nổ này tiếng rất là ấm luôn. À, sườn gấp biết rồi còn rất đẹp ha. Tán rồi là còn nước sơn hãng đánh đầy đủ hết. Con này biển 67 An Giang đó. Anh em nào bên An Giang mua về xài luôn ha, khỏi thằng sang tên không đổi gì. Với lại con này giá 10 triệu bên em cũng không có bao hồ sơ nữa nha. Con này anh em rút hồ sơ thêm phí vô. À, bên An Giang giờ thì rút hồ sơ phí nó cũng cao, nó cũng hơi lâu ha. Anh em cứ để về xài đi, xe rẻ tiền mà. Em gai băng đai cửa hàng này đủ cho mình cứ việc xài thôi. Lắp lít sơn bạc rồi, rất là đẹp ha. Đó, mâm bọng đồ ngay thẳng đây chưa. Đó, mâm đồ là không có cong quẹo nhảy rồi ha. Cột bọng đồ cũng đẹp, không có xì nhớt nhau đồ nữa. Giá 10 triệu kiếm đâu ra nữa chứ được chiếc xe này. Bây giờ mình mua Sugood đồ này kia đó. Sugood đồ này kia đó. Tầm 9-10 triệu đi. Nó xài nó đâu có mạnh bằng mấy này đâu. Mấy này máy nó 125, đi nó rất là nhẹ luôn. Nó FI luôn á, được cái nó FI phun xăng luôn. Rồi, Axilo. Giá 10 triệu. Anh xe green nha. Anh em nào thấy kết đó thì liên hệ em điền nha, số điện thoại em là 0961 374 375. Em có xài Zalo luôn, cần hình ảnh chi tiết cụ thể xe này thì inbox Zalo với em. Rồi máy bay cả nhà mình.